Ngày 28 và ngày 30 tháng 11, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Kim Động đã tổ chức cưỡng chế thi hành hai bản án dân sự buộc chuyển giao quyền sử dụng đất, giao nhà và các tài sản khác trên đất tại xã Toàn Thắng và xã Đức Hợp. Đó là bản án dân sự phúc thẩm số 40 ngày 30 tháng 12 năm 2021 buộc bà Lê Thị Lộc và anh Trần Văn Quân chuyển giao quyền sử dụng 120m² đất và tài sản trên đất có địa chỉ tại thôn Đức An, xã Đức Hợp cho anh Đỗ Văn Chí. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ngày 28 tháng 11, chấp hành viên đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người và tài sản. Đối với bản án số 08 ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Tòa án Nhân dân tỉnh buộc bà Hoàng Thị Nguyên chuyển giao quyền sử dụng 162,1m² đất tại thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng và tài sản gắn liền với đất cho bà Hoàng Thị Bảy. Kế hoạch cưỡng chế thực hiện ngày 30 tháng 11, nhưng trong quá trình tuyên truyền, vận động, bà Nguyên đã xin tự nguyện thi hành án.